Hello, xin chào mọi người. Một ngày mới rồi. Bây giờ thì mình sẽ thức dậy và sẽ chuẩn bị cho hành trình ngày hôm nay. Ra sân biểu diễn, gặp dưới chuột, rách và mọi người nha. Ok, let's go. Hello mọi người. Sau giấc ngủ của mình thì bây giờ mình sẽ đi lựa, mua thêm bóng và mua thêm trang phục để biểu diễn thứ hai mọi người nha. Ok. Trái bóng là Champions League. Trang phục thì đang kiếm áo. Cái này đẹp hết nhỉ. Không, cái này mà chơi quả này siêu đẹp. Thẳng cây đồ bóng đá. Ok, mua xong rồi mọi người nha. Nhưng mà mặc gì tối nay thì xem video để biết nhé. Bây giờ phần nghỉ trước. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi làm tóc nữa. Một ngày rất là nhiều việc của mình. Xong rồi mọi người nha, bây giờ mình sẽ lên đường. Yo. Mọi người như vậy là đây. Lên đồ xong mọi người nhé. Bây giờ sẽ ra sân. Vừa xong thì tất cả mọi người đã đi cùng với nhau một chiếc xe ra sân hết rồi. Sân đấy, xe đấy 45 chỗ rồi, kín hết rồi. Nên là mình và thủ môn Bùi Tiến Dũng xuống muộn. Thôi hai anh em đi cùng nhau. Oh no. Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hai anh em tưởng là 5 giờ mới đi. Bây giờ mới có 4:45, nhưng mà thế nào mà anh em đi hết rồi. Mọi người vội quá. Hai anh em đi cùng nhau. Hy vọng là Dũng sẽ bắt thật tốt và ăn tiền đạo nữa. Ok, và chúng ta nữa. Hôm nay sẽ đem đi làm nhé. Ok, cố gắng nhé. Lúc này rất là đông, các cổ động viên đang có mặt ở phía ngoài cổng sân mọi người nha. Theo một thông tin mình nhận được thì là xe của xe trợ chúng mình đã đi nhầm sang sân quân khu 7 và các bạn thì khả năng là đến sau mình. Mình và Dũng đi chậm nhưng mà chắc. Chào mọi người, đây là trong phòng chờ mọi người nhá. Đây, cameraman thì đang ăn uống no xanh. Huy cũng ăn uống no xanh. Huy mình xin chữ ký tự của bóng luôn rồi các bạn ạ. Các bạn hãy xem clip đấy ở kênh Minh Phụ của mình nhá. Thì clip và Huy đi xin chữ ký mọi người. Dì tay có xin chữ ký gì đâu. Sách thân tặng Huy. Úi dồi ôi, hot thế nhá. Úi dồi ôi, hot quá. Nhất em mình, ngay bảnh quá. Có thể đi không? Ban tổ chức luôn. Đang lên thật. Chùm cuối đây rồi. Chùm cuối. Mình còn chả có thẻ thùng người. Trời ơi. Nhìn anh Phúc còn vui nhất hơn nữa. Bây giờ phải ăn tối mà người nhá. Ăn xong thì mới có sức để vào sân chơi bóng. Một chiếc bánh có hình nốt nhạc yêu thương. Trời, hạnh phúc một ngoạm các bạn ạ. Một ngoạm nửa chiếc bánh. Quá ra mọi người ạ. Thật ra là từ sáng giờ đi liên tục nên mình chưa kịp ăn uống gì. Mọi người lên sân khấu nha. Và bây giờ mình thử đi lên xem sao. Tâm thì tốt rồi.
này thì cầu thủ của đội tiếp lửa đã khởi động mọi người nha. Và cùng chờ đợi rất có bóng nhá. Mình rất tò mò xem các chị bóng ra sao trên sân. Thế này các bạn đóm đang cổ vũ nhiệt tình cho Zach và các cầu thủ chúng ta hôm nay. Wisfan. Đúng là ra sân lớn là chúng ta thấy rất khó để ghi bàn. Cú sút mà thế giờ bắn chim hơi nhiều. Rất chuyên nghiệp mọi người ơi. Mọi người ơi, và bây giờ chúng mình đang có sân khán đài nhá. Đây, con tổ chức luôn. Các bạn ạ. Giơ thẻ em nào. Uy tín nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử phỏng vấn là chị Thiên A này, Mai Quỳnh Anh và Mithy xem là trận đấu này kết quả ra sao nhá. Có hai đội, đội tiếp lửa là của Jax và đội yêu thương phía bên này là của Quang Hải và Chris. Ok. Theo chị đội nào thắng? Gì vậy, mới nghe mà đội tiếp lửa là của Jack nhưng mà đội yêu thương lại có Quang Hải. Ra biểu rồi sao? Mình thích đội tiếp lửa hơn mọi người nhưng mà tự nhiên nghe có tên Quang Hải bên đội yêu thương rồi sao ta? Dự đoán nào? 50-50 chị. Dự đoán hả? Giờ mình nên nghe theo lý trí hay nên nghe theo con tim nhỉ? Trời ơi, chị Đại học đường này chuyên làm các clip và khủng bố thứ mà bây giờ không có quyết đoán gì cả. Nói chung là mình vẫn hy vọng là đội tiếp lửa sẽ thắng. Okay, vậy đi. Như vậy là chọn đội của Jack đúng không? Ok rồi. Bây giờ chọn đội của Chris. Chris là đội yêu thương. Một cú lừa. Thế bây giờ chị chốt đội nào thắng nào? Lâu quá. Xin lỗi nha, chọn đội yêu thương nha mọi người. Đội nào có Chris mới được nha. À dạ, vì sao ấy? Tại vì rất là thần tượng Chris. Chết nó nhỏ thôi. Vợ người ta ngồi ngay bên cạnh kìa. Thần tượng thôi, không có gì nha mọi người, rất là trong sáng. Ok, bây giờ mình sẽ sang hỏi Mai Quỳnh Anh và Mithy nha. Hello. Ui trời ơi, làm gì mà giật mình ấy. Em đang dùng phần Mi 6 anh. Thế á? Anh đang... Bây giờ ấy, có hai đội, một đội là tiếp lửa, đội là yêu thương. Dạ. Chồng em đội yêu thương. Còn đội bên này tiếp lửa có Rách. Em cho đội nào thắng? Chồng em thắng. Chắc không? Chắc. Mấy không? 2-0. 2-0, ai ghi bàn? Chồng em ghi bàn. Chồng em ghi hai bàn? Có, chồng em ghi một bàn. Hoặc là chồng em sẽ kiến tạo. Nếu chồng em ghi bàn với nhà thì sao? Không, chồng em không bao giờ sai sót gì đâu. Có vợ đi xem là không có sai sót đúng không? Sai sót là về nhà... Chăm một cái sofa. Như vậy Quỳnh Anh nói là phải ghi 2 bàn, 1-2 bàn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang Mithy. Theo Mithy thì đội của Jax hay là đội của Quang Hải và Chris sẽ chiến thắng? Dạ em nghĩ đội anh Chris thắng. Tại vì em thấy anh Chris trình diễn rất là nhiều rồi. Nên là em nghĩ đội anh Chris sẽ thắng. Anh tưởng là em thích Jax hay làm việc với Jax thì em phải ủng hộ Jax hơn chứ. À dạ, ủng hộ thì ủng hộ chứ. Em vẫn tin là anh Chris chiến thắng. Hay là tại vì Mai cùng anh về đây nên em run sợ. Dạ tại chị cho em về nữa. Tí cho em về nữa nên em cũng sợ là tí em đi bò về lắm. Nên em nghĩ anh Chris chiến thắng. Không, em nghĩ anh Chris thắng thiệt chị. Dạ thiệt. Ok. Như vậy là cả ba người này đều chọn đội Chris với cả. Ủa, ba người là vậy thôi em đổi lại bên này đi. Chứ em thấy tội tội. Ủa bên này có ai ngoài gì chắc có ai không? Chưa có ai. À cũng có một số cầu thủ. Có ai nổi bật không anh? Em lại có dính kiến chứ. Có Văn Hậu. Văn Hậu bên đầu của chắc là ai? Văn Hậu bên Jack. Chắc em phải đổi lại quá. Thế mà dính kiến. Văn Hậu mạnh lắm em ơi. Mới ở Tây về. Bên này thủ môn là ai anh? Bên này thủ môn là Tấn Trường hay là Bùi Tiến Dũng ấy? Tấn Trường không? Còn bên chồng em là Tiến Dũng. Trời ơi, bên này mạnh quá hả? Bên này Bùi Tiến Dũng thủ môn này. Dạ, nhưng mà anh Tấn Trường em thấy ảnh cao to này. Nhưng mà giờ này anh hay chơi game lắm. Còn em thấy bên này có vẻ luyện tập quá nè. Thế cô em chọn bên nào? Em thôi. Văn Hậu bên này. Mới ở Tây về khỏe lắm. Vậy thôi em chọn Văn Hậu đi. Em tin mấy anh ở Tây hơn. Mới được người ta mới du học nước ngoài về. Thôi em tin anh Văn Hậu. Ok, như vậy là một người chọn đội của Jack và Văn Hậu. Thắng có được gì không anh? Thắng. Ai chiến thắng thì anh sẽ mời người đấy ăn một bữa được không? Yeah. Ăn ở quán Mithy luôn. Yeah. Mithy vào. Thôi rồi. Ăn ở quán Mithy nhưng Mithy giảm giá 50%. Ok. Ok. Kèo này, hóc tay nhá, hóc tay nào, hóc tay nhá, hóc tay. Chắc chắn. Ok, một người. Ai thua là phải trả tiền đúng không? Dạ. Yeah. Em mà okay. Thua là em. Oh. Đây là có một đôi rồi. Rồi. Ok. Hãy cùng chờ đợi trận đấu này và xem ai sẽ là người chiến thắng ngày hôm nay các bạn nha. Yes.